Okay, hello everyone, my name is Mr. Shang, and today we will have review for Unit 7 and 8, and it's in part 1. Okay, look at my evaluation, and you know how to evaluate yourself. Rồi mình nhìn cái đánh giá này, và mình biết để mình biết cách này đánh giá bản thân mình ha. Ok, mình sẽ có 4 khuôn mặt ở đây tương ứng cho 4 cấp độ và các bạn cảm thấy mình đạt được ở cấp độ nào thì hãy khoanh tròn cấp độ đó sau một exercise. Ok, vocabulary. Verbs, taking action. Mình sẽ tới phần đầu tiên là từ vựng về động từ và đó là những động từ về hành động. Exercise 1. Complete the verbs for the definition. Page 86. Mấy bạn sẽ mở trang 86 ra và mình sẽ làm bài tập số 1. Các bạn nhìn sẽ mình thầy sẽ hướng dẫn cho các bạn từng phần nhé. Ok, number 1, stop something from being allowed. Các bạn làm cái từ này là cái từ liên quan đến cái việc mà dừng cái gì lại khi mà nó khỏi cái việc được cho phép thì mình gọi là gì? Ok, suggest a plan. Cái này là đề nghị hoặc là đưa ra một cái kế hoạch thì mình gọi là gì? Ok, number 3, speak or act against something. Cái này là nói lại hoặc là hành động chống để chống lại một cái gì đó mà bạn don't agree with, mà bạn không đồng ý. Organize activities, có nghĩa là mình thiết kế những cái hoạt động to try to achieve something, để mà cố gắng đạt được một cái gì đó. Ok, và đây là mình sẽ là provide help. Provide help là cung cấp sự giúp đỡ thì mình gọi là gì? Cái này các bạn thường thấy trong game ha. Give money, clothes to charity. Help at an organization or charity. Cái này mình có sự giúp đỡ từ một cái tổ chức hoặc là từ thiện thì mình gọi đây là từ gì? Write your name on a document to show you agree with what it says. Thì mình sẽ viết cái tên của mình trên cái phần này và để mà quyết định là đồng ý cái những cái gì mà nó nói. Write your name. Name ha, on a document. Mình gọi nó là gì? Mình làm cái gì ở cuối những cái document mà mình cần làm nó, sau khi mình đọc hết rồi mình phải làm cái gì đó để mà thể hiện cái sự đồng ý của mình. Ok, bây giờ các bạn sẽ có khoảng 3 phút để hoàn thành bài này. Mình sửa nha. Stop something from being allowed có nghĩa là khi cái này mình đang được sử dụng, đang được cho phép và sau đó bạn làm một cái điều gì đó mà mấy bạn bị bay, mấy bạn bị cấm không cho làm nữa. Giống như trên Facebook mấy bạn đăng một thông tin không hợp lệ và người ta sẽ làm cái này với các bạn, đó là ban. Mấy bạn bị ban ấy, hoặc là bạn chơi game, bạn đang chơi game tự nhiên các bạn chơi, các bạn hack thì sau khi bị phát hiện ra thì cái tài khoản của bạn sẽ bị ban. Suggest, mình có từ bằng nghĩa nó là propose, ok, đề xuất. Speak or act against something, cái này là chống đối, là kiểu giống chống lại cái gì đó mà bạn không đồng ý. Người ta còn có thể là người ta là protest. Protest có nghĩa là giống như là biểu tình hoặc là chống lại, phản đối vậy. Organize activity to try to achieve something thì mình là campaign, nghĩa là một cái gọi là một cái chiến dịch.
provide help. Ở trong game bạn thường nói là oh, my teammates need to support me, ủng hộ, cổ vũ và hỗ trợ tôi. Number 6, give money. Cái này là bạn cho tiền, cho đồ, cho cái trung tâm từ thiện, cho những cái chỗ từ thiện. Cho từ thiện thì bạn gọi đó là donate ha. Donate. And number 7, help at an organization or charity. Thì mình đó là volunteer, những cái này gọi là tình nguyện. Cuối cùng đây đồng ý và bạn làm cái này ở cuối những cái tài liệu để mà bạn để xem xong biết là bạn ký tên và đó là sign. Ok. Rồi, ok, các bạn hãy tự đánh giá bản thân mình là I can talk about suggestions for change. Các bạn đánh giá mình ở mức độ nào thì bạn phân tròn rồi nhé. Rồi, bây giờ mình sẽ tốt phần ready. Being kind. Ok, look at exercise 2 by 86. Complete the sentences with the correct verb or noun form of action, access, or benefit. Thì mình sẽ chọn một trong ba từ này và nhớ là đúng dạng ha, verb hoặc là nhân từ. 1. Her life was saved because the firefighters promptly. Ở đây mình có từ promptly là trạng từ và đây là firefighter là chủ ngữ. Thì sau đây mình sẽ điền cái từ gì và mình sẽ chọn cái dạng từ cho đúng. I'm sure you will. So will mình sẽ chọn một cái gì đó. Rightly from doing this course. Meeting new people is one of the traveling. Students need a password to get gì cần password để làm gì to the library internet. The fighters quick gì đây helped Ash his son pedals on the bike again. The result is not easily làm gì đó by public transport. Ok các bạn có khoảng 3-4 phút để làm bài này.
Ok, bạn xong chưa? Rồi, mình sửa nhé. Her life was saved. Đợt cuộc sống của ấy được cứu. Bởi vì sao? Because the fires from promptly. Ở đây mình sẽ nói là được cứu bởi vì sao? Bởi vì các lính cứu hỏa đã hành động kịp thời. Ở đây có trạng từ thì nó sẽ bổ nghĩa cho tính từ hoặc là động từ. Thì ở đây mình có từ firefighter và câu này chưa, khúc này chưa có động từ, cho nên mình sẽ điền vào là acted. Thì đây là những hai người cứu lính cứu hỏa đã hành động kịp thời và đây chỉ thì quá khứ. I'm sure you will. So will thì mình sẽ dùng là thì một cái động từ ở dạng bare verb, dạng nguyên mẫu. Tôi chắc chắn rằng bạn sẽ đạt được, nhận được những lợi ích rất là nhiều, rất là cao from doing this course, cho nên mình sẽ dùng là benefit. Number 3, meeting new people is one of the cái gì đó of traveling. Ở đây mình sẽ có từ, ở đây mình thiếu một cái danh từ thì mình sẽ điền là benefit. Benefit là có nghĩa là một cái gặp người mới, những người mới thì sẽ là một trong những cái lợi ích của việc đi du lịch. Student needs a password to get access to the library. Cần internet, cô cần những cái password, cần mật khẩu để mà đăng nhập vào cái internet của thư viện. The father quick, ở đây quick mình có đây là quick là tính từ, cho nên nó sẽ bởi bổ nghĩa cho danh từ. Ở đây mình chưa có danh từ và mình sẽ nói là father quick gì, một cái gì đó nhanh mà giúp đỡ cho con trai anh ấy có thể balance, có nghĩa là giữ được thăng bằng trên cái xe. Thì đây là action, hành động kịp thời của ba của người cha để giúp cho đứa con của anh ấy, con trai của anh ấy giữ được thăng bằng trên cái xe. Result is not easily. Ở đây mình có từ easily và mình có từ ease. Cho nên vào đây mình sẽ nhìn vào đây thì là by public transport, có nghĩa là cái result này nó không dễ dàng như thế nào đó bởi những cái phương tiện công cộng. Thì có nghĩa là ở đây mình sẽ phải cần, mình đang ở chia ở thì bị động, ở chia ở hiện tại và mình đang chia ở bị động. Được ha. Cho nên mình sẽ thiếu một cái động từ ở đây và mình sẽ dùng là access. Access. Lý do tại sao mình dùng access nghe là mình không có được đơn giản được vào cái chỗ này, nó không dễ dàng vào được bởi những cái trung phương tiện công cộng. Được vào là bị động và mình có cái công thức is verb 3 ed. Rồi bây giờ các bạn sẽ tự đánh giá bản thân. I can scan a text to locate information. Các bạn có thể đọc qua bài một cái đoạn văn và sau đó bạn tìm ra được những cái thông tin hay không. Thì các bạn sẽ đánh giá vào cái mục nào mà các bạn cảm thấy là cái mức độ mình đạt ở mức độ đó ha. Ok, language focus report the speech. Và mình sẽ tới cái phần gọi là câu tường thuật. Ok, we use indirect speech or rebuttal speech, cái dạng gọi là câu tường thuật, to report the meaning of what was said, để báo về những cái mà nó đã được nói ra. We put indirect speech, mình đặt những cái câu indirect speech này in the now clause, ở những cái mệnh đề beginning with that và đằng sau chữ that, có nghĩa chữ that đằng trước cái mệnh đề. After a reporting verb, sau những cái từ report, những cái từ gọi là report như là said hay là ask, thì in the past simple mình sẽ sau ở dạng quá khứ. We usually change present model to past model, có nghĩa là những cái model verb mình sẽ chuyển từ hiện tại qua quá khứ. Giống như may mình đổi thành might và can mình đổi thành could, will mình đổi thành would. And present tense to past tense, sau đó mình cũng lùi thì luôn là từ present hiện tại mình sẽ chuyển qua thành quá khứ. Ok, bây giờ mình sẽ làm bài exercise 3 bài 86 nha các bạn. I always eat lots of fresh fruit and drink lots of milk. Thì mình có ở đây là mình có từ I, mình sẽ đổi thành chủ ngữ tân chủ ngữ cho phù hợp, và eat và từ drink mình nhớ lùi thì số. My friend ở đây mình không rõ nam hay nữ cho nên các bạn có thể dùng cả he lẫn she nha. I can call a taxi very quickly. I ở đây là bây giờ mình sẽ đổi chủ ngữ và sau đó can mình nhớ lùi thì xuống, đây là modal verb cho nên các bạn nên lùi thì xuống ha. We are going on holiday to Spain. Rồi bây giờ từ we chủ ngữ thì lúc nào cũng phải nhớ đổi nha các bạn. Are ở đây đang là hiện tại đơn, hiện tại tiếp diễn cho nên là are going hiện tại tiếp diễn cho nên mình phải lùi thì xuống là thì gì. I will think more about your idea. Ở đây là mình sẽ có will và ai nhớ đổi tân chủ ngữ, và will mình sẽ là đang là modal verb cho nên mình sẽ đổi lùi thì xuống thành gì.
và nhớ your idea, mình cũng đổi luôn. Ok, bây giờ các bạn sẽ có 3 phút để hoàn thành. Ok, mình sửa nè. Let's go. My friend told me that. Ở đây my friend mình không rõ là nam hay nữ, cho nên mình có thể dùng là he or she. Và mình từ eat và từ drink ở đang ở hiện tại, cho nên mình đổi thành quá khứ là ate và drank. Và kết quả như sau. My friend told me that he or she, mình có thể dùng he hoặc cũng được, mà she cũng được, always ate lots of fresh fruit and drank lots of milk. Mình đã có lots of, có s rồi thì không dùng từ are nữa ha, mình không a lot of ha. I can call a taxi very quickly. Bây giờ mình sẽ đổi thành ai, ở đây the boy là nam hay nữ, đúng rồi, cho nên mình sẽ dùng là he. Và can, mình đang ở khẳng định, mình đang ở hiện tại, cho nên mình sẽ lùi xuống một thì là could và viết lại như cũ. The boy said that he could call a taxi very quickly. Anh ấy nói rằng anh ấy có thể gọi một cái chiếc taxi rất là nhanh. Number 3, we are going on holiday to Spain. Ở đây chủ ngữ của cái câu report is là day, cho nên mình chữ we ở đây mình sẽ đổi thành day. A ở đây là đang hiện tại và đang hiện tại tiếp diễn, cho nên mình sẽ lùi xuống một thì là quá khứ tiếp diễn. Và tiếp sau, they said that they were going on holiday to Spain. Câu số 4, ai, ở đây là nói về the teacher. Và the teacher ở đây mình không rõ là nam hay nữ, có thể là cô hoặc có thể là thầy, cho nên mình sẽ nói là the teacher told me that. Và mình đây là ai, đó đây thành he or she. Và will ở đây đang là ở dạng tương lai đơn, cho nên mình sẽ lùi thú một cái là would. Và do ở đây mình đang nói chuyện, bởi vì giáo viên đang nói chuyện với tôi, cho nên phải là ý của tôi. Như thế này, the teacher told me that he or she think more about my idea. Rồi, I can report what people said. Các bạn có thể report được không? Nếu như được ở mức độ nào thì hãy đánh vô cái mức độ đó. Ok, mình tới phần vocabulary and listening, personal qualities. Let's go. Exercise 4, page 86. Mình sẽ mở trang 86 ra và mình tiếp tục bài số 4. Listen to Molly and her grandma. Mình sẽ có Molly đang nói chuyện với bà của cô ấy. Complete the sentences. Know why Molly thinks she is sympathetic. Còn gì nữa? Mình có hai chữ trống ở đây, điền từ gì? Generous and, đây là nói về cái phần đặc trưng của tính cách ha. Molly's grandma thinks she very như thế nào? Because she always plans her activities.
Molly thinks Ruby is là một người như thế nào? Molly's grandma remembers that Molly was như thế nào last year. According to Molly, Katniss evidence is Molly's grandma says that Molly isn't. Ok. Bây giờ các bạn sẽ nghe hai lần, sau đó mình sẽ sửa. Progress Review 4. Exercise 4. How was your day at school? It was good, thanks, Grandma. We had an interesting psychology test during our PSHE class. The teacher gave us 10 minutes and asked us to write as many adjectives as possible to describe our positive qualities. We couldn't write what other people think about us. It should be how we see ourselves. How did it go? Most of my friends wrote about 12 things, but I had only 5 qualities on my list. I couldn't think of anything else. No, I'm sure you have more than 5 positive qualities. What was on your list? Sympathetic, honest, thoughtful, generous, and patient. I agree. You always think about others first. What else? You're organized. You plan all your studies and extra activities. Only because Mum and Dad ask me to. You're very clever. I'm not. Think about Ruby in my class. She's clever. Honey, she might be clever, but so are you. You're also brave, aren't you? Remember when you saved your brother from that angry dog last year? Maybe, but I could never be as heroic as Katniss Everdeen in Hunger Games. Katniss is an extreme example, Molly. You're also kind to other people and fair. You always treat everyone equally. Not always, but I do try. Molly, there is one thing I'm sure you're not. What? Confident. You are such a great girl, and you don't believe in yourself. Ok, the second time, và sau đó mình sẽ sửa luôn nha các bạn ơi. Progress Review 4. Exercise 4. How was your day at school? It was good, thanks, Grandma. We had an interesting psychology test during our PSHE class. The teacher gave us 10 minutes and asked us to write as many adjectives as possible to describe our positive qualities. We couldn't write what other people think about us. It should be how we see ourselves. How did it go? Most of my friends wrote about 12 things, but I had only 5 qualities on my list. I couldn't think of anything else. No, I'm sure you have more than 5 positive qualities. What was on your list? Sympathetic, honest, thoughtful, generous, and patient. I agree. You always think about others first. What else? You're organized. You plan all your studies and extra activities. Only because Mum and Dad ask me to. You're very clever. I'm not. Think about Ruby in my class. She's clever. Honey, she might be clever, but so are you. You're also brave, aren't you? Remember when you saved your brother from that angry dog last year? Maybe. But I could never be as heroic as Katniss Everdeen in Hunger Games. Katniss is an extreme example, Molly. You're also kind to other people and fair. You always treat everyone equally. Not always, but I do try. Molly, there is one thing I'm sure you're not. What? Confident. You are such a great girl, and you don't believe in yourself. Ok, rồi mình sửa bài nhé. 5 positive adjectives của Molly đó là sympathetic,
honest, and thoughtful, generous, and patient. Okay, bạn check nhé. Thôi đúng spelling chưa luôn. Hay sai spelling. Molly's grandma thinks she is very because she always plan her activity. Cho nên mình có một cái gọi là organized. Có nghĩa là có cái tính sắp xếp, có cái tính tổ chức. Bởi vì lúc nào cũng là kế hoạch cả. Ok, Molly thinks Ruby is clever, intelligent or smart. Nó bằng nghĩa ha, nhưng mà mình sẽ dùng từ clever ở đây. Tại vì mình trong bài này mình nghe là clever. Molly's grandma remembers that Molly's world was như thế nào? Brave last year, rất là dũng cảm. According to Molly, Candice Everdeen is heroic. Molly's grandma says that Molly isn't confident. Các bạn sửa vào mà nhớ là đừng có sai spelling. Ok, stop video nếu như cần thiết nhé. Pause thôi, đừng stop. Ok, I can understand people talking about quality they admire. So, các bạn chọn đáp án, chọn cái đánh giá nào ha? Language focus, the second condition. Đây là câu điều kiện loại 2. Ok, second conditional mình có công thức là if plus past simple subject plus would or wouldn't plus bare verb. Thì ở đây mình có là một bên là quá khứ đơn mà một bên mình dùng là would hoặc là wouldn't cộng với lại bare động từ verb nguyên mẫu. Ở đây là will, mình rất là lùi xuống ha. Và cách sử dụng usage, imaginary situations in the present or future, thì nó là một cái giống như là một cái nghĩa cảnh, một cái gì đó ở mà tưởng tượng ra ở trong hiện tại hoặc là tương lai, nghĩa là bây giờ mình không có nhưng mà mình tưởng tượng mình nghĩ nó là có. If I want $1,000,000, có nghĩa là bây giờ mình không có triệu đô nhưng mà mình tưởng tượng là ok, bây giờ nếu như mà mình có cả triệu đô thì mình sẽ là I would buy a new car, thì mình sẽ mua một cái xe mới. Rồi, ok, exercise 5, page 87, complete the second sentence so that it means the same as the first sentence. Thì sau đó mình sẽ hoàn thành cái câu số 2 mà để cho nó có nghĩa giống như là cái câu ở đây này. Ví dụ ha, it's hot, so we're drinking cold water. Thì mình sẽ nói như thế này là we wouldn't be drinking cold water nếu, thì mình sẽ if, và sau đó mình chia thì gì, nhớ công thức. Number 2, it isn't raining, so I'm not wearing a coat. Number 3, Clara isn't at school because she's ill. Number 4, he is a student, so he hasn't got a job. Rồi bây giờ các bạn sẽ làm bài.
Rồi ok, mình sửa nè. We wouldn't be drinking cold water. Sao? Rồi mình sẽ điền tiếp gì nào? If it wasn't or weren't hot, nếu như trời không quá nóng. It isn't raining, so I'm not wearing a coat. So if it was raining, thì ở đây là mình nói là it isn't raining. Nếu như trời đang không mưa thì tôi không mặc áo mưa. Thì bây giờ nếu như mình nói ngược lại là nếu như trời mưa thì tôi sẽ mặc áo mưa, đúng không? Cho nên là I would wear a coat. Ở đây là quá khứ đơn, quá khứ rồi. Cho nên mình sẽ chia phần sau là would công thức nguyên mẫu. Clara isn't at school. Cô Clara không có mặt ở trường because she is ill. Bởi vì cô ấy bệnh. If Clara wasn't ill, bởi vậy mình sẽ nói ngược lại là nếu như Clara không bị bệnh thì cô ấy sẽ đi học, đúng không? Cho nên mình sẽ nói là she would be at school. He is a student. Anh ấy là một học sinh. So he hasn't got a job. Cho nên anh ấy không thể nào có công việc được. Cho nên mình sẽ nói ngược lại là anh ấy có công việc nếu như anh ấy không phải là học sinh. If he wasn't or weren't a student. Rồi ok, mình sửa bài nào. She could text you. Cô ấy có thể nhắn tin với bạn nếu như cô ấy không bận. Cho nên mình sẽ nói là if she wasn't or weren't busy. Number 6. Anton can't hear you because he's asleep. Nghĩa là bây giờ nếu như của anh ấy không đang không ngủ thì anh ấy sẽ nhắn tin cho bạn, có thể nghe các bạn. If Anton wasn't asleep, cho nên là he could hear you hoặc là he would be able to hear you. Hai cái này đều bằng nghĩ nhau. Can cũng bằng với lại be able to chứ ha. Ở number 7, we don't have enough time to visit me or the museum. Có nghĩa là bây giờ chúng ta sẽ nói là nếu như chúng tôi có thêm thời gian, chúng tôi sẽ tham quan được một cái museum khác.
we could visit another museum. Okay, I can talk about impossible and unlikely situations in the present, huh? Các bạn đánh giá mình ở mức độ nào? Rồi mình tới phần tiếp theo là speaking, supporting a point of view. Có nghĩa là mình sẽ ủng hộ hoặc là mình cung cấp thêm cái thông tin để mà support, có nghĩa là chứng minh thêm cho cái phần mà cái quan điểm của bạn ha. Ok, exercise 6, page 87, complete the conversation with the words. Mình sẽ hoàn thành những cái đoạn hội thoại với những cái từ có sẵn ở đây. Okay, then practice with your partner. There are two exercise words. Mình sẽ có hai từ dư. Ở đây mình có better, healthier, make, problem, reason, suppose, survey và works. Okay, mình nhìn đây. Katie, excuse me, do you have a moment to help me with a... cái gì đó. What's it about? It's about junk food. We want the government to cái gì đó, it's more expensive. Thì bây giờ các bạn sẽ có một phút để hoàn thành cái phần hai câu này trước, sau đó mình sẽ tiếp tục. Okay, let's go. Excuse me, do you have a moment to help me with a survey? Một cái bài khảo sát ha. Giúp tôi với một cái khảo sát và Ocean sẽ hỏi ngược lại là nói về cái gì vậy? Thì đây thì nó là thực phẩm không có tốt cho sức khỏe. Và mình sẽ nói như thế nào? We want the government to make it more expensive. Và chúng tôi thì muốn nó cái những cái chính phủ á thì phải làm cho nó mắc hơn để người ta không mua nữa. Mà chắc gì không mua không? Number 3. Ok, Ocean sẽ nói là more expensive. Why isn't it như thế nào đó mà if food is cheaper? Cái thí sinh trả lời là no it isn't. Junk food is unhealthy. The man gì đó for making it more expensive is to make people buy what? Cheaper food. Ocean, ai gì đó, you're right. Ok, I will answer your questions. Ok, bây giờ bạn sẽ có khoảng 2 phút, 3 phút đi để các bạn hoàn thành 5, 1, 2, 3, 4 câu này ha.
Thôi, let's go. More expensive, why isn't it better? Có nghĩa là thực phẩm nó sẽ rẻ hơn, nó sẽ tốt hơn chứ nhỉ? No, it isn't. Tại sao mà, nhưng mà cái này thì không phải đâu. Tại vì junk food is unhealthy. Nhưng mà thực phẩm này thì không tốt cho sức khỏe. Cho nên the main reason for making it more expensive, và lý do mà để cho làm tại nó làm cho nó mắc hơn, là để khiến cho mọi người phải mua healthier, cheaper food, những cái loại thực phẩm tốt hơn và nó rẻ hơn. Ocean 6, you, I suppose you are right. Tôi cho rằng bạn đúng. Ok, we answer questions. Ok, I can give reasons to support my opinion. Mấy bạn đánh giá mình ở mức độ nào thì các bạn hãy khoanh tròn vô cái mức độ đó. Ok, writing a discussion essay. Thì bây giờ mình sẽ viết một cái bài luận về cái vấn về cái thảo luận ha. Exercise 7, page 87. Choose the correct words. Mình sẽ nhìn vào động văn này, sau đó mình sẽ đánh vô chắc cái phần ở bên này, chọn đáp án cho phù hợp. Students should learn about healthy eating at school. Discuss. Tại sao mình sẽ thảo luận về cái vấn đề là học sinh nên ăn những cái món healthy hơn, hoặc là học sinh ăn healthy hơn tại trường. My school in London plans to introduce regular lessons about healthy eating. But is it right for a school to teach students about what they should eat? One of the arguments, một cái phần tranh cãi là cái gì? Mình sẽ trả lời như bằng câu nào? True for always the new lessons. Như thế nào đó? Number two, that some young people in the UK have an unhealthy diet and eat too much sugary food. Và tiếp tục câu số 3, mình sẽ chọn câu nào? What more? Mình sẽ nói là they sometimes consume too many sugary drinks that and this can lead to problems with their teeth. Và mình có từ addition, cho nên các bạn biết là mình chọn là off hay là in hay là on. Some young people don't do enough exercise so they may put on weight too. Rồi các bạn sẽ có khoảng 2 phút để hoàn thành 4 câu này. Rồi mình sửa bài. But is it right for a school to teach students about what they should eat? One of the arguments mình đó là for the new lessons, cho cái bài học mới đó là is. Đúng rồi, new lesson is one of the arguments. Ở đây mình có từ là one of ha. Đều có một trong những cái tranh cãi về bài học mới là, chứ không phải là bài học, những bài học mới là. Cho nên là mình dùng từ is. That some young people in the UK have an unhealthy diet and eat too much sugary food. Rồi, mình sẽ hỏi tiếp ha. Mình sẽ chọn câu nào? What's more? What's more? Không phải what's more ha. They sometimes consume too many sugary drinks. Và hơn thế nữa. With their teeth, và mình có từ addition, cho nên mình sẽ dùng là
với từ in addition. Ngoài ra, ok, essence tiếp tục nào. On the other part, on the other hands, hay là on the other hand. Some people say that students should only learn academic subjects in class. They think that school isn't the place to teach young people how to live their life, their lives. Ok, number 6, mình sẽ chọn câu nào. All in all, overalls are all considered. I'm in, gì đó. Of having a few lessons about healthy eating, but not every week I như thế nào? I do, I won't, I would suggest that students learn about this as a part of their biology lessons and not as a separate subject. Thì mình sẽ có cho các bạn khoảng mấy phút ra, 2 phút để hoàn thành bài này nhé. Rồi, ok, mình sửa bài nào. On the other hand, mặt khác. Rồi, có nghĩa là mặt khác thì là some people say that, một vài học sinh nó học một vài người nói rằng. Number 6. Nhìn chung, all in all, I'm in gì? Favor of having few lessons about healthy eating. But not every week, I would suggest that students learn about this as part of their biology lessons and not as a separate subject. Ok, các bạn có làm đúng không nào? Và một phần discuss luôn luôn có hai cái ý kiến trái chiều và mình có thể I can explore two sides of an argument in a formal essay. Liệu rằng bạn lại đánh giá được mình ở mức độ nào nào? Rồi, các bạn hãy chuẩn bị homework và mình đã prepare for the last review 4 part 2 ở next lesson và mình sẽ gặp nhau lại ha. Mình sẽ gặp lại nhau.